chịu mong với chân ông này tụ thành muôn hạnh phúc. Sa ha wa sa ya sa na sam pa da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa wan ti tất cả gia di thi vi chi kiết chi tâm cha si la pa tăng qua pi ya ya thi kinh chi cha tu ha ya pe ye hi cha viết pa mut to cha cha biết tha na ni a pa po ca tum y đăng pi song ghe ra ta năng pa ni tăng e te na sát che na su vát thi hồ tu. Nhờ chứng trí, nhờ chứng đạt chánh trí, đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo sáu bất thiện trọng nghiệp, do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Dạ nam mô Bụt Thà, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Phật Kha, dạ con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Kính chào tất cả quý Phật tử, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Uka sa mai yang phan te vi sung vi sung Rakhana tha ya ti sa ra ne na sa ha phan cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân ngữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yang bi mai yang phan te vi sung vi sung rát kha na ti sa ra ne na sa ha phan cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti yam bi mai yang phan te vi sung vi sung Rakhanatha yati sarane na saha vam cha sila ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con kính dâng bích đến thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lấy lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lấy lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó,
Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mô Đăng Sa Ra Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham Mang Sa Ra Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Hang Sa Ra Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ Ti Yam Bi Bù Đăng Sa Ra Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ Ti Yam Bi Tham Mang Sa Ra Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đủ Ti Yam Bi Sang Khang Sa Ra Ga Cha Mi, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta Ti Yam Bi Bù Đăng Sa Ra Ga Cha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Tham Mang Sa Ra Ga Cha Mi, con đem lòng kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Sang Khang Sa Ra Ga Cha Mi, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm bi tham măng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm bi sang khăn sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi vô thăng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi tham măng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sang khăn sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tì sa ra na ca ha năng pa ri pun năng, phép quy tăng báo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta huệ ra ma ni sa kha ba năng sa ma a di ya mi, con xin luôn giữ điều học là có ý đánh xa sự xa sanh. A di na đa na Về Ramani Sakha Padang Sama Adiyami, con xin luôn giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Về Ramani Sakha Padang Sama Adiyami, con xin luôn giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Về Ramani Sakha Padang Sama Adiyami, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sủ ra mê ra dâm bác chấp bà ma đá hà na quê ra mà nì sẽ khá bà đăng sa ma đi à mê, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai. Manati bata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara Ramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha
Kha Ba Đăng Sa Ma Di Ya Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya ma cha pa ma da tha na ve ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Imani bằng cha si kha Đa đa ni sa thu can ca ta wa áp ma ma đê na ni cha ca lặng sâm ma ra khi tập băng. Chí thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui. A ma phần tê dạ sinh vân. Sì lên nó suy cái tánh danh tí, sì lên nó phu và sàm bá đa, sì lên nó niệm bộ tánh danh tí, tas ma sì lăng vi su tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ơn nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lầm nhờ. Sa thu sa thu lành thai. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Akasattha chapumattha devanaga mahithika Quân nhân đô anu mô đàn tu chít răng rác khám tu Sa sa năng a ca sa tha cha mum ma tha đi wa na ga ma hi thi ca quân nhân đô anu mô đàn tu chít răng san tu chi răng rác khám tu ra rác tha kịch kê Akasattha chamumattha deva naga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkham tu nyatayo Akasattha chamumattha deva naga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkham tu no sada chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các phật tầy tổ an vui lâu dài viên phục tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh dân kim chi quốc sa na cầm măng ca ta bằng ghi ri dân ma ma ca dê na wa cha ma na sa ti đa se yu su ga tăng ca tăng Ye sattā saññīno atthi ye ca sattā saññīno ca tăng quân nhà pa lăng mai hằng sắp bề pa ghi pa quan thủ tề ye tăng ca tăng suy đi tăng nhìn năng quân nhà pa lăng ma ya ye ca ta tha na cha nam ti Đề hoa gạn tòa ni quê đa nhâm Sắp bê lô cầm hi dê sắp ta Chi quản ta ha ra hê tu ca Ma mùn nhăn bồ cha năng sắp bê La bàn thu ma ma chê ta sa ti Phước căn con đã tạo thành Do thân khẩu ý tu hành gieo nên Điều là phước báo vững bền Có thể tiếp chung đồ lên thiên đàng Cung trời đạo lợi thọ nhàn Chúng sanh hữu tưởng nhân gian Ta bà chư thiên phạm thiên cùng là
bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh ban hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cúng dường, qua thành thực phẩm mùi hương thỏ lòng. Ti năng nô nha, ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha, ta vô. Ti năng nô nha, ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha, ta vô. Y đăng nô nha thi năng hồ tu su khi ta hồn tu nha ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thần quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng quá tá mê quân nhân đa năng a sa quát khá gia quá hăng hô tú á na gá tê ca đê. Y đăng quá tá mê quân nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú á na gá tê ca lê. Y đăng quá tá mê quân nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú á na gá tê ca lê. Xin do sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm nơi ngài vị lai. Dạ, con đã lễ mái tâm bảo và xin giới xong. Bây giờ đến giờ ôn bài. Dạ, kính mời, dạ, kính mời bằng tổ sư Cảnh Thông nha. Sa thú lành thai, cô Cẩm Vân. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc ôn câu pháp cú số 242. Ba lít thí già đúc cha ri tăng mắt chê răng đa đa tô ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma Asmin lô kê ba râm hi cha ma lít thi già đúc cha ri tăng mắt chê răng đa đa tô ma lăng ma la quê pa pa căng tham ma Asmin lô kê ba râm hi cha ma lít thi già đúc cha ri tăng mắt chê răng đa đa tô ma lăng ma la quê ba ba ca tham ma asmin lô kê ba râm hi cha tà hạnh nhơ đàn bà sang tham nhơ kẻ thí ác pháp là giết nhơ đời này và đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma lít thi già đúc cha ri tăng mắt chê răng đa đa tô ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma asmin lô kê ba râm hi cha ma lít thi già đúc cha ri tăng mắt chê răng đa đa tô ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma asmin lô kê ba râm hi cha ta hạnh nhơ quế đàn bà bổn sẻn nhờ quế đàn na các hàng ác pháp nhờ quế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo.
Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 242 ạ. Mà lịch chi gia tu cha vi tăng mắc chi đăng ba đà tu ma lăng mà lê quê ba bà ca thăm ma Asmin Ro Ke Ba Ram Hi Cha Ma Lê Thi Gia Đức Cha Ri Tăng Mắc Chê Răng Đa Đà Tô Ma Lăng Ma Lê Vê Ba Bà Ca Thăng Ma Asmin Ro Ke Ba Ram Hi Cha À Hạnh Như Đàn Bà Sang Tham Như Kẻ Thí Ác pháp là giết nhân đời này và đời sau. Đó là vổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mã Li Thi Gia Đục Cha Ri Tăng Mắc Chê Răng Đa Đà Tô Ma Lăng Mã Lê Hoa Ba Bà Ca Thăm Má Ác Minh Lô Kê Bà Rầm Ni Cha Tạ Hạnh Như Quế Đàn Bà Bổ Sẻ Như Quế Đàn Na Các Hà Các hàng ác pháp như quế thế gian, đời này, đời kế ngập tràn khổ đau. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thế Đức. Dạ, con đã kể xong rồi. Cảm ơn chị Đăng Đông đã bớt bài. Dạ, xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, con kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 242. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông đã bóp bài. Malitija duk chari tang mai che rang da da to ma lang ma le ma ma la quê ba ba ca tham ma at bình lô kê ba ra ba ram hi cha Malit thi ra đúc cha ri tăng mai chê rằng đa đa tô ma lăng ma la quê ba ba ca thăm ma át mình lô kê ba ra ba rằm hi cha tà hạnh nhơ đàn bà san tham nhơ kẻ thí ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Đấy, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà lít ti ra đục cha ri tăng mà chê răng đa đà tô ma lăng mà la quê ba bà ca thăm ma Át minh lô kê bà râm hi cha. Dạ, alo, alo. Hết nghe Sít Quang Thanh rồi, mời Sít Quang Thanh trở lại nha. Dạ, con vừa bị rớt mạng, đạo tràng có nghe lại được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Sĩ Khắc Muồn Lào Cai. Dạ con cảm ơn già nghe rồi. Con xin phép được kể lại chỗ này. Ma lít thi ra đục cha ri tăng mà chê răng đa đà tô ma lăng mà la quê ba bà ca thăm ma à minh đô kê bà râm hi cha. Tà hạnh nhơ uế đàn bà bọn xẻn nhơ uế đàn na các hàng ác pháp nhơ uế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau. Đấy bản dịch hòa thượng dưới Đức. Dạ con kính mời ship con đã đọc xong, kính mời ship Pháp Nguồn Lào Cai. Sa thư. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con xin phép được đọc bài Câu Pháp Cú 242. Dạ cảm ơn cô Dạng Đông bốt bài, cảm ơn Sích Quang Thanh, cô Hoa Nguyệt, cô Dạng Đông cho biết tín hiệu. Dạ con xin phép được đọc hồn bài Câu Pháp Cú 242. Malit thi già đốc cha ri tăng bách chê rằng đa đa tổ ma lăng ma la huệ bà ba ca thầm ma át minh lô kê ba rằm hi cha. Ma li thi già đốc cha ri tăng mắc chê rằng đa đa tổ ma lăng ma la huệ bà ba ca thầm ma át minh mình lô kê pa ra pa ram hi cha. Ma li thi ya đốc cha ri tăng mắc chê rằng đa đa tô ma lăng ma la huệ pa pa ca tham ma át mình lô kê pa ram hi cha. Tà hạnh như đàn bà san tham như kẻ thí ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tà hạnh như uế đàn bà bọn sẽ như uế đàn na các hàng ác pháp như uế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng dưới Đất. Con xin phép được kệ. Malithiya đục charitang ma che đăng đá đa tu ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma as minh lô kê pa ra ham hi cha. Ma li ti ya đục cha ri tăng mặc chê răng đa tu ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma as minh lô kê pa ram hi cha. Ma li ti ya đục cha ri tăng mặc chê ram đa tô ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma as minh lô kê pa ram hi cha. Tà hạnh như đàn bà san tham như kẻ thí ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tà hạnh như uế đàn bà bọn sẽ như uế đàn na các hàng ác pháp như uế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng dưới Đất. Dạ con đã ôn bài xong, con xin phép được nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn cô Giảng Đồng. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật. Con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp. Con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ quý cô trụ nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 242. Malit thi già đúc cha thi tăng mắt
chê rằng đa ra tổ mát lăng át mình lô kề bát trầm hi chá. Đọc được thấy một câu hay gì dạ, đọc lại. Ma li thi già đúc chá đi tăng mát chê rằng đa đa tổ mát lăng mát là quê bà ba ca thẩm mà át mình lô kề bát trầm hi chá. Ma li thi già đúc chá đi tăng mắt chê rằng đa đa tổ ma lăng mắt là quê bà ba ca thẩm ma át mình lô kê ba trầm hi chá. Ta hạnh nhơ đàn bà sang tham nhơ kẻ thí ác pháp là quất nhơ đời này và đời sau. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tà hạnh nhơ quế đàn bà, bọn sẻn nhơ quế đàn na các hàng. Ác pháp nhơ quế thế gian, đời này đời kế ngập tràn khổ đau. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ. Ma li thi ya lục cha đi tăng mạnh chê trăng đa đà tô ma lặng. Ma la quê ba ba ca thâm ma at min lô kê ba trăm thi cha. Ma li thi ya được cha đi tăng mạn chê đăng đa đa tô ma lăng. Ma la quê ba ba ca thâm ma at min lô kê ba trăm thi cha. Dạ con trả bài xong rồi con xin dừng mất là cho đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị tiếp theo ạ. Sa thú xích hành kiểm. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá. Con kính linh lễ Đức Phật, con kính linh lễ giáo pháp, kính linh lễ Đức Tăng, con kính linh lễ thượng thọ Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong râm. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 242. Ma li thi ya đúc chá ri tăng mát chê răng đá đá tô má lăng má la quê pa pá ca thăm ma át min lô kê pá râm hí chá. Ma li thi ya đúc chá ri tăng mát chê răng đá đá tô má lăng má la quê pa pá ca thăm ma át min lô kê pá râm hí chá. Ma li thi ya đúc chá Ma li thi ya đúc chá ri tăng mát chê răng đá đá tô má lăng má la quê pa pá ca thăm ma át min lô kê pá râm hí chá. Tà hạnh nhơ đàn bà, sân tham nhơ kẻ thí, ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tà hạnh nhơ uế đàn bà, bỏng sẻn nhơ uế đàn na các hàng, ác pháp nhơ uế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau. Bản khổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ con đã ôn bài xong. Dạ còn mấy phút nữa, còn 4 phút nữa mới đến giờ học bài mới. Con kính xin thượng tọa Đại Đức Minh Mẫn cho con học sớm mấy phút được không, để con thỉnh pháp sư. Dạ nếu Đại Đức có trước máy xin cho con một tín hiệu. Dạ con tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Kính mời quý Phật tử cùng tấm dân thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời.
nhắm vườn độc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy kính dự pháp tự. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn giảng bài học số 243 ngày hôm nay cho chúng con được hiểu rõ, và chúng con kính dâng mít đến Đại Đức Minh Mẫn. Sa thú lành thai, kính tri ân cô tu nữ Cẩm Vân. Kính tri ân bà con chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 243. Trong câu kệ này chúng ta cũng học 3 phần. Đầu tiên chúng ta học về ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Thứ hai, chúng ta học về duyên sự. Và thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Ta tô ma la ma la ta rằng. Ta tô ma la ma la ta rằng. Đoạn thứ hai. A vít cha pa ra măng ma lăng. A vít cha pa ra măng ma lăng. Đoạn thứ ba. E tăng ma lăng pa ha toa na. E tăng ma lăng pa ha toa na. Đoạn thứ tư. Nim ma la hồ tháp phích ca vô. Nim ma la hồ tháp phích ca vô. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có 3 từ, từ đầu tiên. Từ đầu tiên đây là một giới từ. Có nghĩa là từ đó. Nhưng mà theo cái mạch văn đó, thì cái từ ta tô ở đây đó có nghĩa là điều đã được nói ở trên. Hay là điều đã được nói ở trên, hay là ý nghĩa ha, đã nói ở trên hay ở trước. Rồi từ thứ hai, ma la. Ma la là ma la chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra cái hình thức là ma la. Rồi ma la, ma la có nghĩa là. Ủa? Chết rồi. Xin lỗi quý vị, chữ ma la ở đây không phải là chia theo số nhiều vậy. Ma la là ma la ở đây đó là, để coi phải không,
Cái chữ ma la ở đây đó là phải được chia theo cách thứ năm. A âm ha asma đó là xuất phát từ ha, nơi cái vết nhơ. Thành ra cái chữ ma la ở đây không phải chia theo chủ cách số nhiều đó, xin thưa quý vị, mà chia theo cách thứ năm xuất xứ cách. Ma la chia theo cách thứ năm xuất xứ cách. Ma la là vết nhớ. Thì chia theo cách thứ năm đó là mình thêm cái nghĩa xuất xứ vào. Từ hay là nơi đó. Rồi từ tiếp theo, ma la ta răng. Ma la ta răng. Đó thì cái chữ tara ở đây đó là so sánh hơn. Thành ra malatara đó là dơ hơn hay là nhơ nhớp hơn. Malatara chia theo đối cách. Thành ra nó có cái hình thức là malatara. Rồi đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ, từ đầu tiên avicca, và từ này rất là quen thuộc rồi, từ này rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi. Avicca mình giữ nguyên vậy cũng được, hoặc là mình tách ra cũng được. Tách ra thì là tiếp đồng ngữ á cộng với là avicca, còn mà để nguyên vậy thì cũng được. Á là không hay là vô minh, thành ra ghép lại là avicca là vô minh. Thì avicca ở đây đó là danh từ nữ tính, tận cùng vị ngữ a, thành ra đó là giữ nguyên. Như vậy có nghĩa đó là avicca là chia theo chủ cách số ít, danh từ nữ tính chia theo chủ cách số ít. Từ thứ hai má lăng. Má lăng là má lá chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Má lá là vết nhơ hay là vết dơ hay là dơ bẩn. Rồi từ paramang. Paramang ở đây đó mình dịch là tối thượng hay là nhất cũng được ha. Chữ parama ở đây đó, chữ paramang ở đây đó là làm tính từ cho cái chữ ma lăng ở sau đó, thành ra chúng ta mới thấy là chia đồng cách đồng số này. Đối cách số ít. Tới đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên e tăng là e tá, chia theo đối cách. Eta là một cái chỉ định đại từ. Mình ở đây mình dịch là này. Từ eta này làm tính từ bổ nghĩa cho má lá ở đằng sau. Thành ra chúng ta mới thấy là e tăng má lăng chia đồng cách đồng số. Má lá má lăng chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. E tăng má lăng là vết nhơ này. Từ tiếp theo pa ha toa ná. Đây là một bất biến quá khứ phân từ. Nó sẽ có hai hình thức, một là pa ha toa, hai là pa ha toa ná. Thì ở đây đó là cho đủ âm, thành ra các ngài mới sử dụng cái hình thức này là pa ha toa ná. Pa ha toa ná là sau khi đã từ bỏ hay là đoạn trừ. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên nimmala. Nimmala
là một cái hợp từ chúng ta tách ra ni cộng với là mala, mala. À. Ni cộng với là mala. À, mà ở đây là mala, mala thì là chia theo chủ cách số nhiều. À, chữ mala này đó thì là chia theo của chủ cách số nhiều nè, còn cái chữ mala ở trên đó, ở đoạn 1 đó à, thì chia theo cách thứ 5 số ít. À, ni là không hay là ra khỏi hay là thoát khỏi. Còn mala là vết nhơ hay là vết dơ. À, thì ra khỏi tức là không còn. À, thành ra nimala đó là không sự không còn vết nhơ hay là người không còn vết nhơ. À, mà ở đây là số nhiều nè, rồi ở tiếp theo chúng ta thấy có cái động từ to be mà chia ở thì mệnh lệnh cách đó. Hô thá, ha, hãy là người không còn vết nhơ. À, chữ hô thá là từ cái động từ hô tí, à, chia theo mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều. Là các ngươi hãy là những người không còn vết nhơ. À, mà mình có thể dịch ăn gian theo kiểu dịch ăn gian theo Hán Tạng đó, là các ngươi hãy là những người vô uế. Rồi từ cuối cùng phích khá vô là phích khu, ha, mà chia theo hô cách số nhiều. Là này các tỳ kheo hay là hỡi các tỳ kheo. À, bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Tato ha, với ý nghĩa trên hay là từ ý nghĩa trên. Avijja vô minh. À. Avijja là vô minh ha. Malatarang là ô uế hơn. À, ô uế hơn ha. Rồi là Paramamalang ha, là ô uế nhất. Mala từ những sự ô uế. À, từ hay các vết nhơ, dạ, các vết nhơ đi ha. Rồi chúng tôi dịch lại nữa, ha. À, tato là với ý nghĩa trên hay là từ những cái ý nghĩa trên. Avijja vô minh, malatarang ô uế hơn. À, xin lỗi, nhơ nhớp hơn ha, nhơ nhớp hơn. Paramang malang nhơ nhớp nhất. À, mà là từ các vết nhơ đó, mà mình không có dịch từ các vết nhơ thì mình có thể dịch ăn gian là trong các vết nhơ. Đó là một câu. Câu thứ hai. Paha tòa ná, sau khi từ bỏ hay là đoạn trừ ê tăng má lăng vết nhơ đó. À, vết nhơ đó đây mình hiểu đó là vô minh đó. Vết đó. Thích ca vô, này các tỷ kheo, hồ thá hay là nim ma la, những người vô uế hay là những người không còn vết nhơ. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 243. À, kính tri ân cô Rạng Đông, rồi là cô Sài Gòn Mưa Nắng đã hỗ trợ phần bót bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 243. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử
Chúng ta cùng nhau hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu câu kệ Pháp Cú số 243. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 242. Có cùng một duyên sự được Đức Thế Tôn giảng khi ngài ngự tại quê Lú Quan Á, tức là chùa Trúc Lâm. Đề cập đến một cậu công tử nọ. Cậu công tử này có một cô vợ là một tiểu thư, con nhà Môn Đăng Hộ Đối. Sau khi cô này về làm dâu, tức là về làm vợ của anh này đó, thì cô này cứ kêu là gì? Cứ lén phén ngoại tình mãi. Cái cậu công tử này biết được cái việc đó, cho nên đó là rất ư là xấu hổ. Vì xấu hổ vậy đó, bất mặt vậy đó, cái thành ra đó là cậu này cũng không có dám gặp gỡ ai hết. Và khi mà xấu hổ không dám mặt gặp mặt ai vậy đó, thì chẳng những không có dám mặt gặp mặt bà con cô bác nè, bạn bè nè, mà kể cả Đức Phật nè, rồi là thánh chúng, cậu này cũng không có dám đến viếng thăm hộ độ luôn. Một ít lâu sau thì chắc có lẽ đó là cậu này ngộ ra được một cái gì đó, thành ra đó cậu này mới lại đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ ngài, hỏi thăm sức khỏe này kia kia nọ xong rồi ngồi sang một bên, bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài nói: này công tử, dạo này sao con ít có đến chùa, ít đến thăm viếng Như Lai và chư Tăng như vậy? Đó, thì nghe Đức Thế Tôn hỏi vậy cho nên cái cậu công tử này mới có sao nói vậy, trình bày về cái gia cảnh của mình vậy 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 vậy. Thì nương theo đó đó, Đức Thế Tôn ngài đã dạy, ngài nói: này công tử, xin thưa với toàn thể quý vị, cái duyên sự này đó được đề cập đến ở trong kinh Tương Ưng đó, ở phẩm Nữ Nhân nè, rồi có đề cập ở trong Chataka nữa, ở trong cái câu chuyện là Anaphirapi, là chuyện
nỗi bất mãn. Ở số cái câu chuyện số 65 đó. Thì bà con chúng ta ai mà muốn hiểu nhiều hơn tí, rộng hơn tí thì chúng ta có thể tìm đến hai cái nguồn đó để chúng ta đọc thêm. Nương theo cái sự trình bày của cái cậu công tử này, cái Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói này công tử, tà hạnh trắc nết là vết nhơ của nữ nhân, sự bón rít hay là sự bủn xỉn keo kiết là vết nhơ của tính thí, nghiệp ác hay là nghiệp bất thiện đó là vết nhơ làm hại chúng sanh đời này và đời sau. Vô minh đó là vết nhơ tối thượng của tất cả các vết nhơ. Dạy cho công tử đó xong như vậy, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Hôm qua hôm kia hôm thứ hai chúng ta đã học câu kệ đầu là câu kệ 242. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ 243, Đức Thế Tôn ngài thuyết. Tát tu ma la ma la ta rằng Avijja paramang malang etang malang pahatwana nimmala ho thapikkhavo. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Trong hàng cẩu quế ấy, vô minh nhơ tối thượng. Hãy từ bỏ nhơ ấy, thành tỳ kheo vô cấu. Rồi có bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức. Trong hàng cẩu quế dẫn đầu là vô minh bổn bận sâu dính dày. Sa môn khỏi tuệ liền ngay, thành bậc vô nhiễm trắng tay sạch lòng. Rồi có thêm bản dịch của văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái bản dịch để chúng ta hiểu cái câu kệ Pali này. Rồi ý nghĩa của cái câu kệ Pali này đó thì qua cái phần gợi ý của Duyên Sự để chúng ta hiểu. Vậy thì kính thưa toàn thể bà con ha, qua ba bản dịch chúng tôi trình bày nè, rồi qua Duyên Sự chúng tôi cũng đã trình bày nè, thì chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Pali này nè mà Đức Phật ngài dạy là gì, để rồi từ đó đó chúng ta thực hành theo. Câu kệ này đó là nó nối liền với cái câu kệ ở trên là câu kệ 242 đó, là hai cái câu kệ này nè ha, có thể nói đó là Đức Thế Tôn ngài trình bày cho mình các cái loại vết nhơ và các cái loại vết nhơ đó. Thì xin thưa với quý vị, các cái loại vết nhơ này đó, chúng tôi nhớ chúng tôi đã có trình bày một cái câu kệ mà ở cái phẩm trước đó. Rồi chúng tôi nói rằng đó, đáng lẽ ra cái câu kệ đó đó phải được xếp ở cái phẩm Malawakka, nhưng mà lúc đó đó, nhưng mà không có hiểu tại làm sao đó các ngài lại xếp ở cái phẩm Kothawakka, tức là phẩm phẫn nộ đó. Thì khi đó chúng tôi trình bày với quý vị về cái ý nghĩa của Mala. Mala là vết nhơ. Thì chúng tôi đã định nghĩa đó ha. Mala là sự hiện bày qua thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện. Vậy thì thân hành, khẩu hành, ý hành mà hiện bày ra pháp bất thiện đó thì đó chính là Mala, vết nhơ. Và ở cái câu kệ 242 nè, chúng ta lại bắt gặp bắt cái ý nghĩa đó. Ma la we pa pa ka tham ma. Thật vậy nè. Những cái vết nhơ đó là các pháp ác hay là pháp bất thiện. Và các pháp bất thiện. Mà các pháp bất thiện đó, chúng ta học vi diệu pháp đó, thì chi pháp đó là 12, 27.
Đó, 12 tâm bất thiện cộng với là 27 sở hữu hợp. À, 12 tâm bất thiện đó, đó nếu mà mình chưa gọn ra là thành 3. Là tâm tham, tâm sân, tâm si. À, thì mỗi một loại tâm vậy đó là có sở hữu hợp tương ứng. Và xưa với quý vị tất cả ba cái loại tâm đó hay là 12 tâm đó đó thì tâm nào cũng có sở hữu vô, sở hữu si đó, đi cùng hết. À, mà nói cho nó đủ ra đó là đều có bốn sở hữu si phần, nó đi chung hết. Và nó đi chung hết. À, thì từ cái chỗ đó mình mới thấy nè ha. À, có pháp bất thiện nào mà vắng mặt sở hữu si không, xin thú gì không ha, không có cái pháp bất thiện nào mà vắng mặt sở hữu si cả. Mình nói láo thì cũng có si ở trong đó. Mà mình nói theo theo pháp nào là vô minh nha, thì cũng có vô minh trong đó. Mình quá tháo chửi bới cũng có vô minh ở trong đó. Mình ăn cắp trộm cũng có vô minh trong đó. Mình đánh đập giết hại con kiến, con ruồi, con gà, con vịt, con cá thì cũng có vô minh trong đó. Mình lừa gạt người ta để có tiền bạc nè, là để có tình cảm thì cũng có vô minh ở trong đó. Cũng có vô minh trong đó. Nói như vậy có nghĩa đó là pháp bất thiện nào hiện bày qua thân hành nè, khẩu hành, ý hành thì cũng đều có vô minh. Như vậy thì từ đây ha, chúng ta mới thấy có phải đó là vô minh đó ha, là vết nhơ hơn tất cả các cái vô, các cái pháp bất thiện khác không? Hơn là vì rằng này ha, pháp nào cũng có mặt ảnh hết á. Đó, rồi tối thượng thì mình hiểu như thế nào? Ta tô ma la, mà là ta rằng Awicca thì vô minh đó là nhơ hơn các cái loại vết nhơ kia. Rồi vô minh đó là vết nhơ tối thượng. Thì vết nhơ tối thượng là sao, xin thú gì? Tối thượng, tối thắng hay là nhất đó? Tối thượng, tối thắng, nhất này, đây đó mình hiểu theo cái nghĩa mà chúng tôi mới vừa trình bày đó, là pháp bất thiện nào cũng có vô minh cả nè. Rồi bây giờ đó mình mới hiểu theo cái quy trình hình thành nên một chúng sinh đó. Quy trình hình thành nên một chúng sinh qua 12 mắt xích là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già, chết, sầu bi khổ hoài. Sầu bi khổ hoài. Thì sở dĩ mà nói nè ha, vô minh là vết nhơ tối thượng hay là vết nhơ nhất đó, là vì rằng nè ha. Mình mà còn sanh ra nè, xin thú vị, còn sanh ra thì có phải là do vô minh không ạ? Dạ phải. Vô minh này do còn có vô minh nè, cho nên chúng sinh mới tạo nghiệp. Nghiệp đó đó là thiện hoặc là bất thiện. Nghiệp thiện, bất thiện đó đó mới tạo ra cái kiết sinh thức, hay là tạo ra tâm quả tái tục đó, dẫn đi tái sanh. Dẫn đi tái sanh thì lúc đó đó một chúng sinh mới ra đời. Thì một chúng sinh đó có thể đó là chúng sinh nhất quẩn nè, là chúng sinh ở cõi vô tưởng. Có thể là chúng sinh tứ quẩn nè, là chúng sinh ở cõi vô sắc. Có thể là chúng sinh ngũ quẩn, là ở 26 cõi ngũ quẩn. Dạ, ở 26 cõi ngũ quẩn. Thì do vô minh nè, cho nên mình mới có còn có sanh ra vậy. Thì từ cái chỗ mà sanh ra vậy thì bắt đầu ra là gì? Theo quý vị ha, nếu mà mình không có sanh ra đó thì mình có bị già không? Có bị bệnh không? Có bị chết không? Có bị người ta chửi bới chê bai không? Có bị người ta coi thường này kia cái nọ không? No, never ha. Nhưng tại sao có sanh ra? Là vì do mình còn có tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện.
nghiệp thiện nghiệp bất thiện này nè, nó tạo ra kiếp sinh thức dẫn đi tái sanh đó. Mà tại sao mình còn tạo nghiệp thiện nghiệp bất thiện? Nghiệp thiện nghiệp bất thiện này là gì? Do còn của mình đó. Thì bây giờ mình quay về định nghĩa của mình, thì của mình là sao ạ? Chúng ta đã hiểu là vô minh ha, là vết nhơ tối thượng rồi. Bây giờ đó mình mới phải hiểu vô minh là cái gì nè. Thì vô minh bà con chúng ta ha, nghe rất là nhiều rồi, các vị giảng sư rồi trong kinh sách rồi cũng định nghĩa vô minh là gì à? Bất tri tự đệ, không có biết mọi hiện hữu đó đều là khổ. Đó rồi là mình thích trong cái gì đó thì cũng là nhân dẫn đến khổ. Còn thích trong thấy nè, còn thích trong nghe nè, còn thích trong ngửi nè, còn thích trong nếm nè, còn thích trong xúc chạm nè, còn thích trong suy nghĩ nè, thì khi đó đó là mình còn thích trong cái khổ. Vì thấy cũng là khổ, nghe cũng là khổ, ngửi cũng là khổ, nếm cũng là khổ, xúc chạm cũng là khổ, rồi là suy nghĩ cũng là khổ. Cho nên còn thích đó, là còn khổ vậy đó. Thì khi nào đó mà mình không còn thích nè, hoặc là gì, khi nào mà mình không còn nghe, không còn ngửi, không còn nếm, không còn đụng nữa đó, đó thì lúc đó, đó mới thật sự là an lạc. Thì mình mà không còn thích đó ha, xin thưa quý vị, đó là niết bàn, nhưng mà là cũng như niết bàn. Còn khi nào mà mình không còn nghe, không còn ngửi, không còn nếm, không còn đụng, không còn suy nghĩ nữa đó, thì là vô dư thì niết bàn. Mà mình không biết vậy. Và để đạt đến cái chỗ ha, không còn thích nè, hoặc là không còn nghe này này kia cái nọ đó, thì buộc lòng gì? Mình phải từ bỏ được cái sự thích đó. Mà mặt trái của thích là gì xin thú vị? Ghét. Ghét ha. Nhưng mà tại sao đó mình có thích ghét đó? Là vì do mình không hiểu biết. Cho nên nè ha, cái vô minh mà ta định nghĩa đầu như tiên đó là bất tri tự đệ. Đó là ta định nghĩa thứ hai là gì? Biết cái không đáng biết. Biết cái không đáng biết là sao ạ? Như uống rượu nè, nó có hại hay nó có lợi sao thú gì? Uống mà theo kiểu thuốc đó thì nó có lợi ha. Còn mà uống để say sưa đắm nhiễm đó thì nó có hại. Đó bây giờ mình đi học cái cách để biết uống rượu rồi biết thưởng thức bia bọt với anh ta. Đó thì cái đó gọi là biết cái không đáng biết. Rồi không biết cái đáng biết. Đối với người tại gia cư sĩ của chúng ta ha, khi mà mình chưa có thực sự chuyên tâm để ly dục ly các bất thiện pháp đó, hay là chuyên tâm để ra khỏi tam giới đó. Đó thì bây giờ chúng ta cố gắng tạo 10 nhân phước. Mà 10 nhân phước đó, đó nói gọn đó là gì? Là bố thí, trì giới, tu tiến. Đó thì cái đáng biết của mình ở đây là gì? Biết phương pháp, cách thức bố thí ra làm sao để cho mình được cái quả báo lên. Đó thì cái biết này nè là nên biết. Nhưng mà mình lại không biết. Đó, hoặc là gì? Biết nhưng mà ba mớ, biết không có rõ ràng, biết không có tới nơi tới chốn, thì thành thử ra là gì? Mình bố thí đó mình còn có phân biệt. Là người hòa thượng ra thì mình bố thí mình cúng dường đó nhiều hơn là đại đức. Đại đức mình cúng dường nhiều hơn là sa di. Đó là mình còn có cái sự phân biệt nè. Như vậy có nghĩa là cái gì? Là mình không có biết được phương pháp cách thức bố thí ha, để làm thanh tịnh cái tâm của mình. Chê ta na đa na là tâm thí. Thì cái tâm thí này nè, bà con chúng ta nên học bà Visakha. Bà Visakha cứ mỗi một việc thí nào đó ha, thì cũng đều phát nguyện đó là gì? Với cái mục đích đó, là làm trang nghiêm tâm, làm thanh tịnh tâm. Mà trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm là sao xin thưa quý vị? Là loại bỏ những cái nhân, những cái yếu tố liên hệ đến pháp bất thiện.
Đó, mình bố thí cúng dường mà mình có phân biệt như vậy, tức có nghĩa là gì xin thú vị? Là có liên hệ đến ngã mạng rồi đó. Đó là so sánh. Phải là hòa thượng thì là có phước nhiều hơn là đại đức, đại đức có phước nhiều hơn là sa di, hoặc là gì, phải là hòa thượng thì mình cúng dường đến mình được người ta biết, sau đó mình được phải thăm cái nọ. Nên xin thưa quý vị đó, hiểu giờ có đúng không? Không ha, Đức Phật ngài không dạy vậy đâu nha, xin thưa quý vị, ngài không dạy vậy đâu ha, mà ngài chỉ dạy là gì? Mình bố thí đến nói gọn xin thưa quý vị là A-la-hán nè, A-na-hàm nè, Tư-đà-hàm nè, Tu Đà Quần nè, người đáng tu tập để trở thành Tu Đà Quần. Đó, bố thí kiểu theo những cái bậc vậy đó, là mình có phước thù thắng, có phước tối thượng đó. Thì người đang tu tập để trở thành bậc Tu Đà Quần này, ha, hoặc là ân đức Tam Bảo đó, ân đức Tăng Bảo đó, xin thú vị. Suppatipanno nè, Uchupatipanno nè, Nyayapatipanno nè, Samejipatipanno nè, Phật Tâu Hoặc Tu Sa Hoặc Cả Sang Cục. Tánh chúng đệ tử của Đức Thế Tôn đó là những cái người nè đang tu tập tuệ nè, tuệ là chánh kiến chánh tư, tu tập giới nè là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nè, tu tập định chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nè, hoặc người đã thành mãn tu tập tuệ, tu tập giới, tu tập định. Đó, nếu có phân biệt chăng thì mình nên phân biệt ở cái khía cạnh này là tuệ quẩn, giới quẩn, định quẩn của vị đó đến đâu, cao hay thấp. Chúng tôi đang nói theo bát chánh đạo, thành ra phải nói là tuệ, giới, rồi định. Còn mà mình nói theo kiểu giới, định, tuệ thì mình nói ở cái khía cạnh tam học. Nhưng mà khi mà mình tu tập đó là mình phải tu tập tuệ trước. Phải có chánh kiến dẫn đầu thì dẫn đến đó, bắt đầu mình mới có các cái ngăn trừ phần. Có các ngăn trừ phần đó thì nếu mà mình hiểu biết cho nó tới nơi tới chốn vậy đó, đó thì lúc đó xem như là cúng dường đó, là cúng dường không phải do vô minh duyên, do vô minh duyên cho cúng dường mà minh duyên cho cúng dường. Đó, còn mà mình không có hiểu biết nữa nha, hoặc là hiểu biết mà không có tới nơi tới chốn vậy đó, thì tức là do vô minh cho nên cúng dường, do vô minh cho nên bố thí. Trì giới cũng vậy. Trì giới ha, là mình dựa trên cái yếu tố gì? Không có sát sanh này ha, là mình phải hiểu này ha, tại sao mình không sát sanh? Là vì mình không có muốn, hoặc là mình sợ hãi khi bị người ta đánh đập, người ta giết mình. Đó thì từ cái chỗ mình không muốn hoặc là mình sợ hãi vậy, thì mình cũng mong muốn người khác hay là chúng sinh khác không có bị vậy, do đó mình mới không có đánh đập, không có giết hại. Và bất kỳ vì bất kỳ một cái lý do nào đó, mình cũng cương quyết đó là không có đánh đập, không có chửi bới, không có sát hại chúng sinh khác. Đó, chứ không có phải là gì rằng là đây là con người cho nên đó là gì, mình không dám đánh đập, mình không giết hại. Đây con muỗi nè, đây con rắn này nha, đây con gà, cho nên là gì, mình chửi bới nó không sao, mình đánh đập nó không sao. Hiểu vậy đó là mình còn phân biệt đó, mình còn phân biệt rằng đây là con người nè, đây là con gà, đây là con muỗi, đây là con rắn. Thì xin thưa con nào ha, trong mấy cái loại con mà chúng tôi mới liệt kê ra đây này, cũng đều có chi quyết tinh ri giả hết, cũng đều có mạng quyền. Mạng quyền này là có hai, là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Cứ hễ có chi quyết tinh ri giả, tức có nghĩa là chúng sinh đó là vẫn có cái quyền, hay là còn có cái ước muốn được sống còn, mình cũng ước muốn được sống còn, thì những cái chúng sinh đó đó cũng có cái sự ước muốn sống còn. Mình muốn gì thì tại sao đó là mình cướp đoạt, mình chiếm đoạt, mình lấy đi cái sự ước muốn của chúng sinh khác.
Đó, mình hiểu vậy đó, rồi cái mình trì đó. À, thì xem như là gì? Minh, duyên cho trì giới. À, chứ không phải là vô minh nữa ha. Trì giới kiểu đó đó thì mới đưa đến cái chỗ là gì? Từ bỏ được sân hận. À, tu tiến cũng vậy. À, tu tiến ha, là làm cho bản thân của mình nè, à, được tiến bộ, được phát triển hơn về mặt tinh thần. À, thì thành ra là gì? Mình tu đó là tu cho mình. Dạ, mình tu là tu cho mình ha, chứ không phải là tu cho người khác. Thành ra là gì? Người khác người ta có khen hay là người ta có chê đó, à, thì kệ ta. Người ta khen mình cũng tu, mà ta chê đó thì đôi khi mình là càng tu nhiều hơn. À, mình tu tập, à, tu ở đây là tu gì? Tu chánh kiến nữa, tu chánh tư duy nữa, à, tu chánh ngữ nữa, tu chánh nghiệp nữa, tu chánh mạng. Ở đây chúng tôi đang nói, đang giảng về bát chánh đạo thôi đó. À, chứ còn bà con chúng ta có thể hiểu rộng ra là mình tu đến 37 pháp giác ngộ lắm. À, hoặc là mình tu ha, mình tu tức có nghĩa là cái gì? Mà là mình vung bồi ha, tất cả các pháp thiện. À, tất cả các pháp thiện. Đó, thì mình xác định là mình tu cho mình ha, cái thành ra đó là gì? Người ta khen mình cũng tu, mà người ta chê mình cũng tu, và đôi khi người ta chê thì mình lại càng tu nhiều hơn nữa. À, chứ không có phải đó là gì ở cái chỗ này nè ha, được người ta khen cho nên là gì mình ráng không tu, chứ còn ở cái chỗ kia mình bị người ta chê đó, thành ra mình không tu. À, thì như vậy đó có nghĩa là cái gì? Mình cũng còn có phân biệt rồi đó. À, là cái tâm của mình nè, chưa có hướng đến, à, trong sạch, chưa có hướng đến trang nghiêm á. À, thì như vậy có nghĩa là gì? Là vô minh duyên cho tu tiến. À, bây giờ mình phải làm sao đó để là vô minh duyên cho tu tiến. Yeah, vô minh duyên cho tu tiến ha. À, thì giảng sao cái hồi qua đến cái chỗ đó là giảng hình như bị nhảy hay quý vị ha. Vô minh duyên cho hành. Dạ, yeah, vô minh duyên cho hành. Dạ. Yeah. À, thì nếu mà mình để vô minh mà duyên cho hành đó ha, đó thì hành ở đây là chúng tôi chỉ nói đến cái bố thí trì giới tu tiến thôi đó ha. Cái hành ở đây chúng tôi cũng chưa có nói đến là phi phúc hành nữa đó. Đó là vì rằng ha, tất cả chúng ta đang sinh hoạt ở trong râm pháp cú nữa ha, hoặc là sinh hoạt ở các cái râm Phật pháp đó, thì chúng ta đã biết về pháp bất thiện rồi. À, về phi phúc hạnh rồi, thì vô minh mà nói duyên cho phi phúc hạnh như thế nào đó là mình hiểu rồi, mình biết rồi. Yeah. Đó, thành ra đó là chúng tôi đang giảng về cái vô minh duyên cho phúc hạnh thôi. À, và vô minh duyên cho phúc hạnh đó ha, đang dựa trên cái ý nghĩa vô minh là gì đó. À, thì vô minh đầu tiên chúng tôi nói về cái định nghĩa mà ở trong kinh sách rồi các cái vị giảng sư thường định nghĩa cho chúng ta nghe đó là bất tri tứ đế đó thì được gọi là vô minh. Rồi nghĩa thứ hai đó là gì? Biết cái không đáng biết nè, rồi cái đáng biết đó thì mình lại không có biết hoặc là biết không đến nơi đến chốn đó, thì chúng tôi mới giảng rộng nó ra ha, là như vậy. Cái vô minh theo cái ý nghĩa thứ ba là gì, xin thưa quý vị? Là thiếu ý thức, thiếu ha, hoặc là không có ý thức trách nhiệm đối với thân hành, khẩu hành, ý hành. Đây được gọi là vô minh. Có nhiều người ha, nghe người ta nói cho thí dụ như là người ta nói ông sư Minh Mẫn ở chùa Vũ Quang ông mới chết hôm qua rồi đó, cái gặp người khác á cái cũng nói lại vậy, nói ồ ông sư Minh Mẫn đó ổng còn trẻ vậy đó mà hôm qua ổng chết mất rồi đó. Thì theo quý vị đó, khi nói ra vậy đó là đúng hay sai? Chúng tôi đang ngồi đây nè, giả sử ha, chúng tôi đang ngồi đây nè, chết đâu, nhưng mà ta nói vậy đó. À, thì khi mà ta nói vậy đó là sai. Tại sao ta nói sai vậy? Là không có ý thức rõ ràng đối với
không ý thức rõ ràng ha trách nhiệm đối với cái lời nói của mình, nghĩ rằng ha cái miệng này là của mình muốn nói gì đó mình nói. Cái bắt đầu là gì? Ai đó họ biết chúng tôi đang còn sống chơi dơ đây nè, cái người ta nói ông sư Minh Mẫn đó, ông ngồi chầm già muốn đang thuyết pháp đó kìa, chết nào đâu, cô nói tầm bậy tầm bạ không đó. Cái người kia nó bắt đầu nói sao chứ tôi vậy, tôi nghe người ta nói vậy đó, giờ tôi nói lại thôi chứ tôi đâu biết gì đâu. Đó, theo quý vị ha, với người nói vậy đó thì là có ý thức trách nhiệm không? Không. Không có ý thức trách nhiệm đối với lời nói, đối với việc làm, đối với cái suy nghĩ của mình thì được gọi là vô minh. Yeah, được gọi là vô minh. Và nói mà bằng vô minh, làm bằng vô minh và suy nghĩ mà bằng vô minh vậy đó, thì một nè, cho ra kiết sinh thức, dẫn tái sanh vào cõi khổ hoặc là cõi ít vui. Cõi vui thí dụ như cõi người mình đó ha, sanh lên các cõi dục giới cao cao đó thì là vui hơn. Thứ hai là làm nói và suy nghĩ mà bằng vô minh vậy đó, nó tạo ra cái quả khổ trổ sanh trong thời bình nhật ở các kiếp sau. Dạ, ở các kiếp sau. Thì từ cái chỗ này ra bắt đầu mình mới quay qua cái duyên sự để mà mình chứng minh. Bản thân cái cậu công tử này nè ha, còn sanh ra nè, còn sanh ra nè, xin thú gì thì đây ha, có phải đó là gì vô minh đời trước không ạ? Đúng, vô minh đời trước ha, cho nên mới còn sanh ra nè. Vô minh đời trước ha, thành ra mới là tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mới sanh ra nè. Thứ hai nè ha, do vô minh đời trước cậu này đã tạo nghiệp bất thiện, thành ra đời này kiếp này nè ha, mới có một cái cô vợ lăng loàn trắc nết. Theo quý vị đó, có cô vợ mà lăng loàn trắc nết như vậy thì có phải đó là cái quả khổ của cái cậu công tử đó không? Phải. Quả khổ là gì ạ? Quả khổ này nha, là những cái gì nó phát sanh lên cho mình mà khiến cho mình không được vui. Không được vui. Đó, thì cái đó được gọi là quả khổ. Quả khổ đó nó trổ trực tiếp cho mình, quả khổ đó nó trổ gián tiếp, tức nó trổ xung quanh. Cái nhà mình mà nó hư đó, xin thú vị, nó bị dột nước rồi đó, chảy vô đó, thì cái đó cũng là cái quả khổ. Mình đứt chân, đứt tay nè, đau bụng, đau mắt nè, đau đầu, ung thư nè, thì đây là cái quả khổ trực tiếp. Còn cái nhà nè là quả khổ gián tiếp nè, nó nằm ngoài mình thì được gọi là gián tiếp, hay mình nói là quả khổ xung quanh mình. Bà vợ liên hệ đến mình nè, làm cho mình bị tai tiếng kiểu này nè, thì đây là quả khổ xung quanh hay là quả khổ gián tiếp. Ngược lại, nếu mà bà vợ có cái ông chồng ngoại tình vậy thì ông chồng đó là cái quả khổ. Rồi có đứa con, hay đứa con mà nó bệnh hoạn nè, nó ốm đau nè, rồi nó phá phách này cái kia nọ này, thì đó cũng là quả khổ. Quả khổ gián tiếp. Sở dĩ mà có ha, những cái loại quả khổ đó là vì đời xưa kiếp trước là do vô minh, cho nên do vô minh duyên cho phi phúc hành đời xưa kiếp trước. Cái phi phúc hành đó nó mới tạo ra các cái quả thức ở trong thời bình nhật đời sống hiện tại này. Đời sống hiện tại này thì thành ra đó, vô minh đó mà duyên cho hành, duyên cho phi phúc hành, phúc hành nó cho quả nhiều lần, nhiều đời vậy đó, nhiều lần rồi nhiều đời vậy đó ha. Thì từ cái chỗ đó đó mới gọi là vô minh ha, là biết nhờ tối thượng trong tất cả các biết nhờ. Chúng tôi kể vậy bà con ha, kể rồi giải thích rồi liệt kê rồi chứng minh vậy bà con, chúng ta thấy ra vô minh là vết nhơ hơn tất cả các vô minh khác chưa? Vô minh là vết nhơ tối thượng trong tất cả các vết nhơ khác chưa? Khi mà mình thấy ra này ha, đúng,
Đúng rồi, vô minh là vết nhơ tối thượng, vết nhơ hơn tất cả các vết nhơ khác. Thì từ đây mình có sợ hãi không? Nếu có thì là cương quyết quyết tâm từ bỏ nó. Cương quyết quyết tâm từ bỏ nó, thành ra Đức Thế Tôn mới giải tiếp là ê tăng ma lăng pa hà tòa nã, sau khi từ bỏ nó, sau khi từ bỏ cái vết nhơ đó đó, từ bỏ vô minh đó, niêm ma lầu thập thi cà quê này các tỳ kheo, hãy trở thành người vô uế, hãy trở thành người không có vết nhơ. Bây giờ đây chúng tôi nói với bà con ha, sau khi mà bà con chúng ta thấy ra được vết nhơ quả là xin lỗi, vô minh quả thật là vết nhơ tối thắng tối thượng nguy hại vậy đó, thì hỏi này bà con, hãy từ bỏ nó đi, hãy trở thành người không có vết nhơ. Vậy làm sao từ bỏ được, xin thú vị, từ bỏ làm sao? Mình phải thấy ra được các cái loại vết nhơ. Cứ bắt đầu mình mới từ bỏ dần dần các cái loại vết nhơ đó. Khi nào mà mình bỏ hết tất cả các loại vết nhơ đó, ra thì xem như đó là mình từ bỏ được vô mình. Thì lúc đó đó mình mới trở thành là người vô uế. Cái phẩm cấu uế này trình bày cho mình nhiều loại. Chúng tôi không có dám nói là trình bày tất cả các loại vết nhơ. Vì nói vậy mà không đúng vậy đó thì thành ra là mình nói đại ngôn. Mà chúng tôi nói đó ha, cái phẩm cấu uế này nè ha, là trình bày cho chúng ta đó, các loại vết nhơ. Thì bây giờ mình hiểu, mình biết nè, các loại vết nhơ đó bắt đầu đó là gì, mình cố gắng mình từ bỏ từ từ. Mình cố gắng mình từ bỏ từ từ. Câu pháp cú số 42 nói ha, tà hạnh là vết nhơ của người phụ nữ đó, thì bây giờ là gì, mình ráng ha sống không có tà hạnh. Và mình hiểu tại làm sao mình không có tà hạnh và mình cương quyết sống như vậy, thì xem như là gì, mình từ bỏ được cái vết nhơ tà hạnh. Sang tham hay là bốn xín đó là vết nhơ của kẻ bố thí. Thì mình biết nè, keo kiết bủn xỉn đúng là vết nhơ. Thì bây giờ mình sống không có keo kiết, không có bủn xỉn, thì thành ra mình từ bỏ được vết nhơ đó. Dạ, mình từ bỏ được cái vết nhơ đó, mình tập từ từ vậy đó. Mình tập từ từ vậy đó, thưa quý vị. Rồi nhớ câu kể trước đó, mình trình bày ha, không có tụng kinh, không có tụng đọc đó, là vết nhơ của kinh. Thì tụng đọc ở đây đó là tụng đọc các cái loại chú thuật. Chú thuật đó là thường phải tụng lui tụng tới, còn mình không đọc thì mình sẽ bị quên. Đó thì cái quên đó đó, cái lười biếng không có tụng đọc đó đó là vết nhơ của việc tụng đọc. Rồi không có làm bẩn nhà. Đó thì biếng nhác đó là vết nhơ của cái sự siêng năng. Thì bây giờ mình siêng năng lên thì là mình sẽ từ bỏ được cái sự biến ngạc đó. Rồi biến ngạc là làm dơ cái thân này nè. Nếu mà mình không tắm rửa, mình không tắm rửa cho cái thân này sạch sẽ đó, thì không có tắm rửa, đó là cái vết nhơ của sự sạch sẽ. Thì bây giờ mình ráng cố gắng sống sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa, thì là mình từ bỏ được cái vết nhơ đó. Rồi là phóng dật là vết nhơ của cái tâm. Bây giờ mình ráng cố gắng sống có chánh niệm nữa, thì là mình sẽ từ bỏ được cái vết nhơ phóng dật đó. Mình tập từ từ vậy đấy, xin quý vị. Như là có một cái câu chuyện trước nữa là ông Bà La Môn, ông mới thấy các cái vị tỳ kheo khi mà ra ngoài sông tắm đó, có bắt đầu tắm xong rồi các ngài lên đứng trên cái bãi cỏ để mà đắp y đó. Thì bãi cỏ buổi sáng thì có sương động lại, sương trên ngọn cỏ đó làm ướt các cái chéo y của các ngài. Thấy như vậy đó, có bắt đầu là gì, ông cho người làm sạch cỏ đó đi để thể hiện cái tâm từ,
tâm bi hỗ trợ cho người tu đó được thuận lợi. Người tu hành đó không có khổ sở, không có khổ sở tức là khổ ở đây đó hay là khổ vì y áo ướt đó. Đó thì cái cách làm đó đó ha, làm tăng thêm lòng từ lòng bi, làm tăng thêm thiện pháp, không có bỏ qua bất kỳ một cái thiện pháp nhỏ nào, thì lúc đó đó là gì, cũng loại trừ, cũng diệt trừ được cái vết nhơ. Vết nhơ là gì? Là lười biếng, là bỏ qua các cái thiện pháp, dầu thiện pháp nhỏ, bỏ qua, không có làm các cái thiện pháp theo hướng là thể hiện tâm từ, theo hướng thể hiện tâm bi đối với chúng sinh khác. Đó, mình tập dần từ vậy đấy, xin thưa quý vị, thì đến một lúc nào đó cả cái vết nhơ bận nhơ đó nó hết đi, không còn nữa. Đó thì lúc đó sẽ trở thành là niêm mạ là, là người không còn các cái vết nhơ. Đó, và người không còn các cái vết nhơ vậy đó, thì mình nói theo một cái hướng khác đó, là thân hành, khẩu hành, ý hành của người đó không còn hiện bày pháp bất thiện nữa. Mà người không còn hiện bày pháp bất thiện nữa đó, thì tối thiểu cũng là bậc tu đạo quần. Bậc tu đạo quần là không còn tạo 10 cái nhân bất thiện, là thân tam, khẩu tứ, ý tam, tối thiểu cũng phải là bậc thánh tu đạo quần. Và cao đó là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán thì đến khi mà thành tựu được quả vị A-la-hán sau khi tại mạng chung là vô dư ý niết bàn, thì khi đó sẽ không còn cái thân này nữa nè. Chứ không còn cái thân này nữa nè, thì lúc bấy giờ là gì? Các cái vết nhơ này không còn tồn tại nữa, không còn hiện bày nữa. Thì quý vị thấy ok không? Thấy hạnh phúc không? Mình mà không còn có lỗ tai nữa ha, thì mình sẽ không có còn bị người ta chê, không còn bị người ta chửi, không còn bị nghe người ta nói xấu, không còn nghe người ta tát. Mà mình mà không còn con mắt á, thì mình sẽ không có thấy cảnh trái ý nghịch lòng. Mình mà không còn cái thân này nè, thì mình sẽ không có bị nắng không ưa, mưa không chịu. Cái thân này đó dẫn đến từ từ này ha, mình không có cái bụng đó, thì mình sẽ không có bị đau bụng. Mình không có cái lá gan đó thì mình sẽ không có bị đau gan. Mình không có các cái mạch máu đó thì mình sẽ không có bị đau như là mỡ trong máu này ha, là xơ vữa động mạch này ha, rồi là cái gì đó vân vân. Đó thì lúc đó đó ha, mới thật sự ra là ok đó, mới thật sự là hạnh phúc an lạc. Khi mà tất cả chúng ta nhận ra hiểu ra vậy ha, thì ráng cố gắng từ bỏ dần dần các cái vết nhơ này, đến một lúc nào đó mình trở thành người không còn các vết nhơ nữa, thì thật sự là an lạc và hạnh phúc. Ước mong tất cả chúng ta đều được an lạc hạnh phúc ở trong một ngày sớm nhất. Xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 243 tại đây. Phước báo pháp sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Còn mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông ở trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của thời giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui đồng nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến thượng tọa Minh Hạnh. Bà quật tất sắp bà măng lăn ra khăn tất sắp bà đê quật tất sắp bà bù đà nữ phá quê nó xà đà sở thị phương quanh trư tê. Bà quật tất sắp bà măng lăn ra khăn tất sắp bà đê quật tất sắp bà hâm ma nữ phá quê nó xà đà sở thị phương quanh trư tê.
bà quát tu sắp bà mang lăng ra khăn tu sắp bà đê quát tu sắp bà sang khá nụ phá vơ nê sa đà sở thị phân quanh chú trê. Tất cả anh phú hàng con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lầm thay. Chúng con kính tri ân thượng tòa Minh Hạnh, thượng tòa Thanh Tâm, đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba wan tu bu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sap ma na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua răng ta tít cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bu cha la sang khổ hồ tu sa mắc vô qua Atha ya cha hi ta ya cha tham he ra kham tu sắc tham mô sắp bê bi tham ma cha ri no vụt thiêm sâm pa hu ni ya ma tham ma ri ya pa vê di tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống mic.